Cua Quang Mưu, con trai nuôi được thừa kế toàn bộ đế chế LG, phá vỡ quy tắc để kết hôn với thường dân. Ngoài gia tộc Samsung lớn mạnh, thì LG cũng nằm trong top 5 chaebol tài phiệt quyền lực nhất xứ sở Kim Chi. Đặc biệt, người thừa kế đế chế khổng lồ này lại chỉ là con nuôi của cố chủ tịch LG, Cua Bôn Mưu, gây ra nhiều tranh cãi. Cua Quang Mưu, người thừa kế tập đoàn LG khổng lồ, thực chất là con trai ruột của phó chủ tịch LG Electronics, Cua Mon Yong, em trai cố chủ tịch LG Cua Mun Bu. Được biết, ông Cua Mun Bu có hai người con gái, nhưng hai người này từ lâu đã không tham gia vào việc quản lý cơ nghiệp của gia tộc. Sau khi ông Cua Mun Yong qua đời do một vụ tai nạn không rõ nguyên nhân, Cam Mu chính thức được cố chủ tịch Cua nhận nuôi. Theo truyền thông Hàn Quốc, kể từ khi thành lập cho đến nay, gia tộc LG có quy tắc luôn trao lại quyền thừa kế cho con trai cả của chủ tịch đương thời. Chính vì vậy, năm 2018, khi ông Cua Mun Bu qua đời, Cua Quang Mu đã nghiễm nhiên nối nghiệp bố nuôi và tiếp quản một trong những tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc. Năm 2019, ở độ tuổi 41, Cua trở thành vị chủ tịch trẻ tuổi nhất trong số những chaebol quyền lực hàng đầu ở xứ sở Kim Chi. Nhiều người từng bày tỏ sự nghi ngờ về việc Kang Mu cố gắng tìm cách chiếm tài sản của gia đình cố chủ tịch LG. Nhưng những nhân viên từng làm việc với Cua Quang Mu đã lên tiếng bảo vệ ông. Họ cho biết Cua Quang Mu là một vị lãnh đạo tài năng và khiêm tốn, nhà thừa kế tài giỏi. Theo truyền thông Hàn Quốc, Cua Quang Mu sinh năm 1978 tại Seoul. Người đàn ông từng theo học ngành kỹ thuật tại Đại học Rochester của Hoa Kỳ và có bằng thạc sĩ về quản trị kinh doanh của Đại học Stanford. Vào năm 2006, Cua Quang Mu gia nhập LG Group với một vị trí tại bộ phận tài chính của LG Electronics. 5 năm sau đó, ông được bổ nhiệm làm phó giám đốc bộ phận. Những năm tháng về sau, người đàn ông tiếp tục được bổ nhiệm vào những vị trí cao hơn. Tới năm 2014, Cua Quang Mu trở lại làm giám đốc điều hành LG Synergy. Theo nhiều nguồn tin, nhân viên LG miêu tả Cua Quang Mu là người nho nhã, điềm đạm và thỉnh thoảng chơi bóng rổ với đồng nghiệp. Tuy nhiên, tuổi đời còn quá trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm được cho là rào cản chính đối với Cua Quang Mu khi tiếp quản LG. Dù vậy, đại diện LG cho rằng ông hoàn toàn đảm đương được trọng trách nặng nề khi đã trải qua huấn luyện đầy đủ về quản lý thông qua nhiều vị trí tại LG Corp và LG Electronics. Theo thống kê của Forbes, ông Cua hiện là người giàu thứ 13 ở Hàn Quốc với khối tài sản 1,8 tỷ đô la Mỹ. Người đàn ông đang nắm quyền chủ tịch và giữ giám đốc điều hành của LG, top 5 chaebol quyền lực nhất Hàn Quốc và cũng là cổ đông lớn nhất tại tập đoàn này với 17,52% cổ phần. Trước khi nắm quyền lực cao nhất tại LG, ông Cua cũng đã cho thấy tài năng lãnh đạo của mình khi cùng LG thiết lập những cột mốc kinh doanh ấn tượng. Trong 23 năm gắn bó với LG, ông Cua đã giúp doanh thu của tập đoàn tăng hơn 5 lần lên 148 tỷ đô la Mỹ năm 2017. Ngoài ra, chủ tịch Cua cũng đang nỗ lực mở rộng mạng lưới quan hệ của mình, tạo đà cho sự phát triển của tập đoàn bằng cách gặp gỡ nhiều doanh nhân và chính trị gia nổi tiếng. Vào tháng 6 năm 2019, chủ tịch LG đã tổ chức một cuộc gặp riêng với hoàng tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman, người đã đến thăm Hàn Quốc. Trong cuộc họp, họ đã thảo luận về quan hệ đối tác trong lĩnh vực thiết bị gia dụng. Một tháng sau, ông cũng gặp chủ tịch SoftBank Maya Yoshisan để thảo luận về các vấn đề kinh doanh liên quan đến cuộc cách mạng công nghiệp và một kế hoạch hợp tác giữa hai bên. Một năm gần đây, cổ phiếu LG chứng kiến đà tăng nhẹ, vốn hóa thị trường hiện ở mức hơn 16.000 tỷ won, là chaebol lớn thứ tư ở Hàn Quốc. Lựa chọn người vợ thường dân. Thông thường, các gia tộc lớn ở Hàn Quốc đều lựa chọn những cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối và đem lại nhiều lợi thế về kinh tế cũng như quyền lực. Tuy nhiên, đối với Cua Quang Mu thì hoàn toàn khác. Chủ tịch LG đã lựa chọn người vợ không hề liên quan gì đến lợi ích mà nó hoàn toàn xuất phát từ tình yêu. Người đàn ông đã hẹn hò với bạn gái Jung Hye-jeon, con của ông Jung Ki-ryong, sở hữu một doanh nghiệp thực phẩm vừa và nhỏ. Được biết, cặp đôi gặp nhau trong thời gian đi du học ở New York, Mỹ từ năm 2004 đến năm 2006. Cả hai bắt đầu mối quan hệ vào những ngày đầu đến sống ở nơi đất khách quê người. Theo nhiều nguồn tin thân cận, Jung Hye-jeon là một người tốt bụng và chân thành nên rất được lòng mọi người xung quanh. Theo chia sẻ của Jung Hye-jeon, chồng cô dù là con trai nuôi của tập đoàn LG, sở hữu khối tài sản hàng trăm tỷ nhưng lại có lối sống giản dị. Tình cảm của đôi bên được nuôi dưỡng bằng những buổi hẹn hò lãng mạn, không quá sang chảnh hay hào nhoáng. Tất nhiên là chuyện tình của cặp đôi không hề nhận được sự ủng hộ từ hai bên gia đình. Gia tộc LG phản đối mối tình này bởi vì họ quá cách biệt về danh tính và địa vị xã hội. Ngoài ra, gia đình nhà gái cũng không có ý muốn gả con gái mình vào gia đình tài phiệt siêu giàu vì không muốn Jung Hye-jo phải chịu nhiều áp lực. Bất chấp những lời ca ngăn, phản đối ấy, Cua Quang Mu và Jung Hye-jo vẫn nghe theo tiếng gọi của trái tim. Cặp đôi kết hôn vào năm 2009 bằng một lễ cưới đơn giản, kín tiếng vì không muốn trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông lẫn dư luận. Hiện họ đã có với nhau hai người con, một trai một gái. Những hình ảnh về gia đình của chủ tịch LG hoàn toàn được giữ kín trên truyền thông.
tiếp tục phát triển lớn mạnh. Vào cuối năm ngoái, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn LG, Koo Kwang Moo đã có bài phát biểu quan trọng để chào đón năm mới 2023 thông qua đoạn video gửi tới nhân viên trên toàn thế giới. Vị tỷ phú này gửi đến nhiều thông điệp ý nghĩa. Chủ tịch LG nói, tất cả các thành viên của LG nên coi bản thân là nhân vật chính. Đây là cách để mọi người tìm ra con đường phát triển riêng cho chính mình, đem đến nhiều trải nghiệm cho khách hàng. Điều này giúp cho LG trường tồn với thời gian. Để làm được như vậy, mỗi người trong số chúng ta nên xem khách hàng của mình là ai và bạn muốn mang lại những giá trị gì cho họ. Ông Koo Kwang Moo cho biết, khách hàng của ông chính là nhân viên LG và mục tiêu mà ông theo đuổi là giúp tất cả các nhân viên tìm được cá tính riêng để chinh phục khách hàng. Tôi cam kết bảo đảm rằng những đóng góp của các bạn sẽ được ghi nhận xứng đáng và có thêm cơ hội lớn hơn để phát triển bản thân, Chủ tịch LG nhấn mạnh. Giống như năm ngoái, ông Koo đã gửi thông điệp năm mới vào cuối năm để nhân viên có thể bình tĩnh kết thúc một năm đã qua và dành thời gian chuẩn bị cho năm mới với nhiều khởi sắc hơn. Theo Forbes, ở tuổi 45, tỷ phú này là người giàu thứ 26 của Hàn Quốc với khối tài sản 1,8 tỷ đô la Mỹ. Nhiều người vẫn đang đặt kỳ vọng ở Koo Kwang Moo, tin rằng ông sẽ tạo ra những cú hích đột phá mới cho LG trong thời gian sắp tới.